Em Kiên, kỹ sư GSC, xin chào cô bác anh chị. Trong xây dựng, việc đổ bê tông dầm, bản và kết cấu vòm là rất quan trọng. Chúng ta cần lưu ý những điều sau. 1. Đổ bê tông dầm và bản. Khi đổ bê tông dầm và bản, đầu tiên, hãy đổ xong cột và hoặc tường. Đợi khoảng 1 đến 2 giờ đổ bê tông. Có thời gian co ngót rồi mới tiếp tục đổ dầm và bản. Nếu không đổ liên tục, hãy tạo một mảnh ngừng thiên công ở cột và tường, cách mặt dưới của dầm và bản từ 2 đến 3 cm. Đặc biệt, khi đổ bê tông cho dầm và bản sàn, hãy tiến hành đồng thời. Nếu dầm và bản có kích thước lớn hơn 80 cm, có thể đổ riêng từng phần, nhưng phải bố trí mảnh ngừng hợp lý. 2 là đổ bê tông kết cấu vòm. Khi đổ bê tông cho kết cấu vòm, cần đảm bảo rằng quá trình đổ diễn ra đồng thời từ hai bên chân vòm lên đến đỉnh, không nên đều đổ bên thấp bên cao để tránh mất cân bằng. Nếu cần tạo mạch ngừng, mặt phẳng của mạch ngừng phải vuông góc với kết cấu. Đối với vòm có khẩu độ dưới 10 m, hãy đổ bê tông liên tục từ chân vòm lên đến đỉnh. Với vòm có khẩu độ lớn hơn 10 m, hãy tạo mạch ngừng ở 2 đến 3 m và chèn lấp bằng bê tông có phụ gia nở sau khi bê tông đã co ngót. Để được tư vấn miễn phí về xây nhà trọn gói, hãy gọi cho em theo số điện thoại 094 328 1142. Trần Kiên GSC, chất lượng tạo niềm tin.